là quyết định đâu để quyết diệt. Văn dở cái gì? Con. Cho nhà chửi lắm. Lắm đi cho mày đi. Ở nhà chửi nó gọn lắm. Thôi miễn đời. Ở nhà chửi gọn lắm mà cho đi làm. Đời à? Miễn đời, miễn đời. Miệng chồng nó vậy á. Em ơi khổ lắm. Cái gì thân gái 12 bên nước nó vậy em ơi. Có cơ hội là gì mà. Ngon mê tất cả hết tên với bí thuật trăm năm. Dạ thì nói chung là đến tới nhà thì mình cũng có quà chút xíu một chiêu. Tới xin giá không mày, khác không mày, có nhiêu không vậy? Dán luôn vậy? Ai khác? Em. Xin mẹ sao? Xin tạm biệt các quý đại. Tôi cũng vậy. Ta xin mẹ sao? Còn người sao? Ta xin khép miệng. Cho em phải được thể hiện tài năng chứ. Làm sao vậy? Ông ta bị chạy không? Anh làm sao vậy anh Tuấn? Giọng họ không cho biết. Ở đây á, triều đình chém đầu rồi đó. Có dạy cho hát đi em. Thôi, dạ thôi, mọi người đã không muốn không, hát, hát đi, tụi anh muốn hát, muốn nghe hát. Hát đi cưng. Thì em xin được hát bài Chờ người nơi đó. Chờ người nơi ấy. Ở tỷ tỷ hát đi. Hai đứa mình phải hát chưa? Hát cho mọi người cùng nghe. Trời nắng nóng quá trời, hát cho mọi người mát mẻ nào. Thôi chúng ta về các bên đây. Đi thôi. Nói hoài mệt quá. Hát đi. Hát lại đi. Dạ không. Bây giờ em xin đi. Tụi em nghiêm túc rồi. Nghiêm túc rồi. Là hôm nay tụi em đến đây không phải là chiến thắng bạn chơi. Dạ. Mà chủ yếu tụi em đến đây là hành các anh đến nơi đến chốn mà. Đúng rồi. Không thể hành được. Tại vì em thấy mọi người chương trình đối xử quá nhẹ nhàng với các anh. Dù chơi cái gì mà không có hành hạ được gì hết. Thì hôm nay ai về đội em thì chết với em. Ai vậy hả? Nhưng mà về đội em thì khác nha mọi người. Em không có hành hạ mọi người đâu. À mà em còn có quà cho mọi người nữa. Các chị xin cái quà được không ạ? Dạ tôi làm không biết gì hết. Dạ đâu có, em cứ là. Ủa là anh nói gì vậy? Tôi chuẩn bị cái gì 8 tháng này rồi. Cái chương trình ngày hôm nay đó anh. Đây chính là Thúy Ngân. Thôi nè, chúc mừng anh về đội của em là anh chết đó. Thì ý là bây giờ về Ngân thì có hành hạ, nhưng mà về Phương thì đây mọi người dương miệng. Ủa là về luôn rồi đó hả? Dạ. Ủa là về dạ. Luôn hả chị? Dạ. Ủa về luôn hả? Nhanh vậy. Dạ đây em. Trời đương nhiên là có em đây. Trời ơi cha rồi. Ủa hình như anh vậy. Ủa em thua là tôi thua đó. Đây em tặng anh. Ủa con tôi cũng lớn mà sao giờ tôi còn bị di chứng hậu sinh ta? Cái này là nhiều lý, nhưng mà hôm nay em có vấn đề gì thì có người tự xử đó mọi người. Ý là em nói là làm gì thì mày là tát đầu á hả? Cha chả. Rồi giờ sao nữa? Ngày hôm nay thì hai cô nương của chúng ta sẽ là đội trưởng của hai đội ha. Trời. Và để chọn đội về cho mình thì chúng tôi quyết định là sẽ chọn tự nhiên. Dạ. Xin mời đạo cụ để chia đội ạ. Đừng cho uống độc nữa. Thuốc giải chưa ngắm nha. Trời ơi, ngoáy lỗ tai hay gì. Rồi, trước mặt các bạn là 6 cây cờ lau. Trong đó có 3 dài, 3 ngắn. Ai chọn được những cờ lau ngắn thì sẽ về đội của Nhã Phương. Và ai chọn được cờ lau dài thì sẽ về đội của Thúy Ngân. Bây giờ chúng ta chọn ngắn dài như hồi nãy. Ừ. Tiếp tục. Đúng rồi. Mời Tiểu Đệ. Rồi, rút. Cái cây nào? Dài đi, dài đi. Thiếu dài đi, Hiếu. Dài đi, Hiếu. Dài đi, Hiếu. Rồi, rút. Cái này nha, nhẹ thôi. Ngắn rồi. Số chơi đã định nha. Ta muốn về đội ngắn. Cây dài đó, cây đặt cái đâu mày. Lật liệt lội kìa. Rồi, hai người về đội ngắn vậy. Ủa? Dài, dài. Dài chơi, dài. Tuấn ơi, mày. Ngắn rồi. Trời ơi, anh nhắn như đội của em. Dạ. Pond's Body Glow Serum mới cho da sáng mịn, mờ thâm chuẩn hàng. Mình là đội nho nhã. Chưa. Nô vậy. Nho nhã đâu. Tứ Linh. Chính là đội lâm lâm. Thì bên đây mình lấy ra đầm sen không? Bốn người nè, mình đặt tên đội mình đi. Dùng đất Tứ Linh. Tứ Linh. Tứ Sử hả? Tứ Sử. Tứ Sử. Trời ơi. Giang hồ trộm cắp đầu đường hay gì? Thì chân nó có dần mấy cái Tứ Linh rồi, mình Tứ Sứ. Mình phải đặt cái gì gọi là có học thức chút.
Đó, cái câu gì rồi học thức lắm. Chú đổi tường đi. Bây giờ mình đăng tên là tuổi trẻ tài cao được không ạ? Tuổi trẻ tài cao à, lỡ thua nhục nha. Tuổi già sức yếu là... Tuổi già sức yếu. Mình sẽ đọc một cái tên mà khiêm tốn thôi. Trạng Nguyên. Trạng Nguyên. Nghe hay nha. Nô tì. Tiên sĩ. Tiên sĩ. Không được. Đội... Mình mới cái Trạng Nguyên mình Trạng Lợn được không? Cũng nghe cũng vô thú. Hồi nãy mới xuất thú rồi, không chịu rồi. Thôi cho nó gọi là gì vậy? Đoàn kết. Đoàn hoàng, nó đoàn kết đi. Đoàn kết được á. Chắc đoàn kết luôn. Chắc chắc chắc, ok đó. Đoàn kết. Bền chặt. Bền chặt. Gắn bó. Bền chặt. Đó. Bền chặt. Bền chặt nghe nó bần kỳ quá. Bền gắn bó đi. Gắn bó đi. Gắn bó cho nó sắc lên. Gắn bó. Ồ. Cái tên nó khác của anh xíu đi. À đúng rồi. Đoàn kết. Đoàn kết. Đoàn kết. Quỷ diệt. Quỷ. Quỷ diệt. Ôi hay á, quỷ diệt đi. Quỷ diệt. Quỷ diệt. Quỷ diệt. Sao cho tác đồng đội vậy? Tiểu thư. Đội sẽ tạo dáng và hô một cái khẩu hiệu gì đó và nhắc tên đội mình đi ạ. Nhắc tên hay là nhắc tên? Nhắc tên, nhắc tên. Nhắc tên. Tên là thằng kết. Không, em đứng hai bên này chứ mới dễ em đứng chứ. Là sao? Ý Lâm là sao? Là anh là sức thú. Anh ấy như vậy là ok, hồi nãy là ok đó. Thôi anh hay chơi nhẹ. Rồi nhưng anh bây giờ hợp xuống miếng hả? Hợp xuống chứ, hợp xuống chứ. Chưa, em khoan giọng em hợp. Là thuyết, thuyết một xem. Rồi. Chí gì ngồi xuống hả? Đội chúng tôi là đoàn kết, dù thua dù lết vẫn luôn đoàn kết. Mạnh mẽ lên coi. Đoàn kết, đại đoàn kết. Đoàn kết được rồi. Khúc đầu nhắn nhá xíu coi. Rồi hết rồi. Đưa quay lại. Khúc đầu nhắn nhá xíu coi. Anh em 2, 3. Quyết liệt chiến đấu. Đội chúng tôi là đội đoàn kết, dù thua dù lết vẫn luôn đoàn kết. Quyết liệt. Rồi xong. Rồi tới đội của Nhã Phương. Không, em là quỷ diệt thôi. Dạ. Chúng tôi là quỷ diệt rồi, nguyên ban là quyết liệt chiến đấu. Okay. Okay. Để coi Dương nghe, Dương nghe, để coi Dương nghe. Ôi mấy cái miếng mà hành nó trả lời đồ vì làm hoài. Ôi áp lực quá. Ủa nói chồng em đi. Em thể hiện đi chứ. Ôi ba cái miếng như này. Em không có nói là cứ nhìn thôi. Ba năm 2003 chứ vậy. Nói cái nhìn cái là quỳ liền luôn rồi. Cái gì? Nói cái quỳ liền. Nhìn cái là quỳ liền. Anh sao quỳ với vợ mình vậy? Cái video đó cấm. Anh đang ngồi đàng hoàng thì thấy vợ cái quỳ, thấy vợ quỳ. Như một thói quen. Ở nhà quỳ hoài luôn. Thì đâu quỳ ăn đó. Đi về lại nè. Nè, vui không nè, vui không nè. Ờ, đưa ai đưa đục thừa nó đầu tiên là chết rồi. Trời ơi, ba tiếng đồng hồ rồi. Sao bên người ta, con gái người ta đứng đậy muốn chết mấy anh mắt em quỳ. Thì đó, em dắt gạo mà em về quỳ là đúng rồi. Quỳ người ta mới đẻ gạo lên được. Quỳ người ta mới đẻ gạo lên được. Người ta con gái quỳ. Quỳ gì mà quyết gì. Ok. Quỳ gì. Rồi. Ê, anh sắp xỉu rồi nha. Rồi. Nè, vui, chúng mày vui nè, chúng mày vui cười chết luôn. Mặt tướng giống như vậy. Bắn gì hiểu? Bên đầu em tăng nghiêm túc quá trời. Đúng vậy. Ờ, mình bắt đầu chưa? Ủa sao lại bắt đầu em? Đứng nãy giờ. Ủa, kinh ghê định quay. Ghiêm bộ chưa vô? Rồi quay mấy phim, quay mấy phim. Rồi. Xỉu rồi đó. Trời ơi, này mình từ nữa. Đói quá, đói rồi. Nóng quá. Nhìn lên người ta sắp xỉu rồi. Đúng bài. Trời hôm qua bà Phương mơ ước mấy người là có luôn trời. Ừ. Bà không muốn con Nguy thôi. Trời. Ủa gì? À, đổi hả? Tôi mạnh nhất ở đây đó bà. Không ai bước anh Lâm được, anh Lâm. Dư hai anh. Dư em. Bị dư hả? Thương quá. Tại vì chị đang coi chiều cao á. Để gồng gánh nhau cho nó vui. À coi này vui lắm nè. Những game này là trí tuệ. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì chúng ta sẵn sàng trả lời. Vì một thế giới hòa bình, vì một tương lai tươi sáng, chúng tôi là đội quyết liệt. Lại đi, chiến đấu ở đâu? Đội quyết liệt chiến đấu ở đâu? Hơi hám kỳ quá. Ơi. Rồi chúng tôi là đội quyết liệt quyết liệt chiến đấu ở đâu? Ơi, có đang hám gạt cho một quyết liệt hoài luôn, không chen vô được luôn. Hai lại đứng hình luôn. Ê, camera lại nè. Còn không là quyết liệt chiến đấu để quỷ diệt. Ờ, quyết liệt chiến đấu để văn dở cái gì. Ừ, con. Sợ nhà chửi lắm. Để cho mình đi. Ở nhà chửi nó gọn lắm. Thôi, miệng đời. Ở nhà chửi gọn lắm mà cho đi làm. Đời hả? Miệng đời, miệng đời. Miệng chồng nó vậy á. Em ơi, khổ lắm. Cái gì, thân gái 12 bên nước nó vậy em ơi.
có cơ hội là gì mà. Quay đi Hạnh, em phản ứng rồi nè. Em có sự trùng khớp nha. Đội này là Ngân chưa có gia đình, còn lại là có hết. Đội kia chỉ có vợ luôn, có gia đình còn lại là chưa có hết. Nếu người thành tâm muốn biết đúng không? Thì chúng ta thẳng lòng trả lời. Trời, từ 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 từ. Lại thôi. Khớp khớp. Không phải, tập trung mà tập trung. Khi nói quá em né cho đội đó nói để người ta lấy máy. Rồi bây giờ em vô lại nè. Em rồi, không. Lại nào em. Rồi. Người qua thì sẽ là vợ tôi. Tâm muốn biết thì chúng ta sẵn sàng trả lời. Vì một thế giới hòa bình, vì một tương lai tươi sáng, chúng ta là đội tuyển gì? Quyết liệt chiến đấu. Bây giờ xin mời hai đội trở ra phía trước ạ. Và chúng ta sẽ cùng hô slogan của chương trình trước khi các bạn thực hiện nhiệm vụ nha. Nắng quá chị quá. Mẹ ơi nó. Nè để này che. Không đợi mình thấy ổn định quá trời rồi này. Nắng hơn Huế nha mọi người. Nắng hơn Huế nhiều lắm nha. Ui da. Chúng ta đang có mặt tại Ninh Bình với chương trình 2 ngày 1 đêm tự do.